Hi, xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại quay lại con game Amanda The Adventure các bạn. Vô tình mình lên Steam mình thấy con game này có update mới nên mình download về. Mình chơi thử. Thì mình khi download về mình thấy cái giao diện hoàn toàn khác các bạn, không giống với giao diện lần trước mình chơi. Cái tựa game này lúc trước thằng con mình đã giới thiệu mình các bạn. Đó, nó giới thiệu mình ba chơi thử đi, mình muốn chơi mình muốn biết con game này các bạn. Đó. Nó nói một game mình trong con nít á, nhưng mà thật ra mình vô mình coi nó không hẳn là con nít đâu bạn, thấy nó rất là creepy luôn á. Ok thôi bây giờ chúng ta vào game để trải nghiệm với các bạn. Wow, đúng là cái giao diện nó khác các bạn ạ. Nó không có giống như lần trước mình chơi đâu. Lần trước mình chơi là mình nhớ mình trong một cái căn phòng rồi đó, nó có một cái ghế sofa. Còn lần này là mình ở trên một cái căn gác. Một cái căn gác lẫn nào đó. Lấy cái chìa khóa này. Có bảy chuột à, này như là một cái kho trên cái tầng gác mái cuối cùng rồi đó. Ủa đây có máy nướng không ta? Mình tưởng quăng vô được chứ, có cuối quăng vô không được. À điều chỉnh được luôn này. Ồ, ghê vậy. Đây là cái đồng hồ à. À cái đồng hồ, cái đồng hồ. 3 giờ 45 phút sáng. Ủa có đây mật khẩu à. Chắc mình phải đi tìm mật khẩu hay gì đó mình mới mở được cánh cửa này. À đây là có một cái cuộn băng này. Một cuộn băng VHF. Trước khi vào cuộn băng mình coi có vòng vòng nó có gì lạ không nha. Hình như mọi thứ ở đây mình sẽ không có tương tác được nhiều đâu. Chủ yếu là con game này nó kêu mình là sẽ câu những đoạn băng mình có để sẵn thôi. Chứ mình cũng không tương tác gì được nhiều những cái vật thể xung quanh này. Được. Bây giờ chúng ta bắt đầu coi cuộn băng đầu tiên nha. Coi Wally với Amanda như thế nào. Đâu, cuộn băng gì vậy? In the kitchen à? Ở trong nhà bếp à? Đó thôi. Chúng ta bắt đầu vào đoạn băng thứ nhất nào. Hai, mình là Amanda đây và mình là Wally đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bánh táo nhé. Nhưng mà mình thích bánh đào hơn. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bánh táo. Lần đầu tiên chúng ta cần phải cắt cái trái táo ra. Bạn có biết chúng ta sử dụng cái gì để bắt cắt cái táo ra không? Nó đang hỏi mình là sử dụng cái gì để cắt quả táo ra. Chắc chắn là con dao rồi đó mấy friend. Nhưng mà mình thử mình ghi bậy bạ coi. We can't use that. Ghi con dao luôn à. Nếu mà ghi con dao là chắc chắn đúng á. Nhưng mà mình thử ghi bậy bạ coi. Nè, chắc chắn lần này mà bấm bậy sẽ ra con dao này nha. Ý chưa biết à. Chúng ta sử dụng con dao sắc bén này. Mình nghĩ là chúng ta không thể tự ý sử dụng nó đâu. Hãy can đảm lên nào. Này nhìn đây, ta là cướp biển đây, ha ha. Nó có vẻ như không an toàn đâu Amanda. Nào giờ chúng ta cắt quả táo thôi. Giờ chúng ta đã có mọi thứ cần để mà làm lên bánh táo này rồi. Bây giờ chúng ta cần một ít đường. Bạn có biết đường để đâu không? Ở trên cái tủ, cái túi lạnh và có bồn rửa chén. Bồn rửa chén. Đường à? Mình nghĩ chắc để trên đây nè. Nhưng mà mình cứ bấm đi. Không phải đâu. Tủ lạnh rồi. Bạn không muốn giúp tôi à? Bạn không muốn giúp tôi à? Vậy mình chắc chắn là trên đây rồi đó mấy bạn. Bây giờ mình bấm bờ một cái nó sẽ hiện trên đây nè. Nó mất cái này hết nè. Nó sẽ hiện cái này chắc chắn rồi. Đó. Thấy chưa? Mình biết ngay mà. Where là sugar đây. Nào chúng ta hãy cùng làm bánh táo thôi. Ồ. Mình có thể ngửi được cái mùi của táo đấy.
Bây giờ chúng ta phải nướng bánh lên thôi. Đầu tiên là làm nóng cái lò lên đã. Chúng ta phải cần nói ba mẹ để giúp cái này. Chúng ta có thể tự làm mà. Bây giờ là trước tiên là phải để nhiệt độ là 425 độ. Và sau đó đưa bánh táo vào. Đưa táo vào. Và nướng trong vòng 40 phút. Bánh táo chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và tôi đã không thể nào chờ để ăn nó. Nó vừa mới nói nhưng mình chưa kịp động ta. Nên ghi bậy bạ ra nãy gì vậy? Cái có vẻ như rất là ngon đấy. Cô muốn ăn một miếng bánh táo không? Nước cũng băng rồi. Nước cũng băng rồi. Hả? Ủa? Hồi nãy mình nhớ cái này nằm ngoài đây mà ta. Sao giờ di chuyển qua đây rồi? Nếu mà đúng như lời của con Amanda nói á, là mình sẽ reheat cái này trong 425 độ. Trong 40 phút. 40 phút không ta? Đó, 425 độ. Bỏ quả táo lên đây. Đấy, mở này ra. Ok. Ủa cũng băng. Cái tựa là cũng là in the kitchen luôn nhưng mà nó lại bị xóa rồi. Nó đã bị xóa rồi. Giờ mình bỏ vô coi thử nha. Coi như thế nào. Ủa con không được à? Hi, mình là Amanda và mình là Wally đây. Ồ, chúng ta đang ở sở thú đây. Anh ấy bị đau. Ủa gì vậy? Wally? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tốt lắm nào. Ôi, nó cầm con dao kìa. Ê, cái gì vậy? Ôi. Ủa gì vậy? Ôi, nghe tiếng giống như ai đi lên vậy? Ôi, ôi. Oh my god. À, mình nói chung là cái này vẫn còn tiếp tục nữa. Chưa ra bản chính thức đâu mấy fan. Thì nó cũng update thêm một số chi tiết mới nữa mấy fan. Được này làm bánh táo nhưng mà nó sẽ có cái lò nướng bên ngoài cho mình nướng luôn nha. Làm theo những lời y chang của Amanda nó kêu. Bây giờ là nó kêu là coming soon là mình nghĩ đây là chắc cũng chuẩn bị ra mắt cái con Amanda The Adventure đó bản chính thức luôn á. Thì mình có thể là wishlist trên Steam. Đến khi nào mà nó ra bản chính thức thì mình sẽ được nhận được thông báo. Và lúc đó mình có thể mua game về mình chơi, mình trải nghiệm nha mấy fan. Ok, thôi, chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn nãy giờ mấy fan đã coi hết cái video của mình ha. Bạn nào xem thấy hay á, cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, bye bye.